em đánh hai thằng em anh. Như thế em có nhìn có được không? Nó này em anh đấy. Mà hôm đấy em hẹn anh ra chứ không phải hẹn mà nó ra, anh trộm nó ra, anh ở nhà thì chả thế. Chào các bạn nhá, lại mình xồm đây. Thì hôm trước các bạn ơi, thì hai thằng em mình, thằng Tuấn mấy thằng gọi các bạn ạ, thì đi đi chơi ở Tháp Đồng Hồ ở chỗ Vôi cơ. Thì nó bị thằng Thuận ở bên em Đức Hoàng Vlog nhá, đánh phải không? Đúng rồi, đây Sơn đấy, cái Sơn béo rồi. Cái Sơn béo anh ạ. Vụ này á, thằng Hoàng nó ra viện nhá, đéo xong tao đâu. Hôm qua tao về về kia có việc thôi. Xuống. Đấy thì bạn ơi, em của Đức Hoàng nhá bạn nhá. Nói chung là đánh em mình, đánh hai em mình nhá bạn nhá. Nhịn thì mình nhịn đủ rồi, mình cũng muốn là anh em là nằm hòa nhưng mà em nó không cho nằm hòa. Em nó không cho nằm hòa các bạn. Đánh em của mình, nói chung là đánh đánh úp luôn hôm đấy phải không? Đánh úp không? Đúng không? Hôm đấy bọn em đang đi đường thì trên nó thấy nó đánh luôn thằng Sơn béo, cái thằng Thuận ấy là nó cầm gậy ra nó vụt bọn em. Cầm gậy nó vụt. Sau đó thách thức gọi anh lên gặp nó để nói chuyện. Nói chung nha, đội đấy đã thách thức anh em mình các bạn ạ. Mình sẽ lên thẳng nhà luôn các bạn ơi. Anh em của mình đây hôm nay rất chi là bận, mình cũng rất chi là bận công việc bạn. Nhưng mà anh em mình nó đã lên tiếng rồi ạ. Mình sẽ lên thẳng luôn các bạn nhá. Nếu mà chúng nó chơi thì mình sẽ chơi với chúng nó các bạn ạ. Thích thì mình chiều các bạn ơi. Mình sẽ chiều em Hoàng các bạn ạ. Em Hoàng này xem được video này nhá. Các em không tôn trọng anh ấy, anh sẵn sàng không tôn trọng bọn em luôn các bạn ạ. Đấy thì mọi người xem mình sẽ lên Đức Hoàng gọi nó ra để nói chuyện nha. Đức Hoàng như là vẫn chưa ra viện thì mình sẽ lên gặp trực tiếp ông Thuận. Đấy thì các bạn ạ, Thuận các bạn ạ, nó đánh úp em mình. Thế là nó đéo được các bạn ạ. Nên bây giờ mình lên để xem nó thái độ nó thế nào, xem nó có xin lỗi anh em mình không nhá. Anh em mình thôi, mình không phải là bắt nó xin lỗi mình các bạn ạ. Xin lỗi hai anh em mình. Nếu mà được thì anh em bỏ qua. Nếu mà nó thái độ thì anh em chuyển luôn các bạn ạ. Nói chung là mình không sợ luôn các bạn ạ. Thì anh em mình sẽ lên để nói chuyện các bạn ạ. Thì bắt đầu anh em mình sẽ đi lên nha bạn nhá. Đi luôn. Nó còn dám thách anh em mình lên luôn ạ. Giờ anh em mình lên luôn. Lên luôn. Không phải sợ. Cho nó biết thế nào luôn. Anh sẽ đây. Anh sẽ cho anh đại anh là này đi. Đấy thì bạn ơi, bây giờ mình đến nhà cổng nhà Đức Hoàng đây các bạn ạ. Thằng em mình đây bị đánh. Thôi có đau không? Anh hỏi thật có đau không? Anh có vụt em mới phát là người cầm gậy vụt vụt bọn em thì không đau nào được anh. Đấy các bạn ạ, mấy em mình bị vụt gậy bóng chảy thì rất chi là đau. Bạn xem video của nói chung là của Thuận thì các bạn biết. Đấy, là còn đăng lên YouTube các bạn ạ. Mình cũng không muốn to đâu nhưng mà nó đăng lên YouTube. Nó khinh thường bọn mình các bạn ạ. Nó bắt kiểu như nó bảo hai em mình gọi mình lên để giải quyết các bạn nhá. Thử xem hôm nay mình lên xem chúng nó làm gì mình. Đấy, xem nó làm gì được mình không nhá. Gọi cửa cửa. Ê anh em gọi cửa đi. Gọi cửa đi. Một câu đúng không thôi. Đúng rồi, anh xem video cho anh biết rồi. Đấy các bạn ạ. Đây là Thuận bán nhà, nói chung là nó đánh thằng em mình các bạn ạ. Hôm nay mình lên đây để giải quyết. Thế bây giờ nhá. Vẫn nói thật lên đây là để hai bên giảng hòa thôi. Bây giờ xin lỗi hai thằng em anh thì anh tha. Em nói thật với anh này, bây giờ bên anh hôm đánh thằng Hoàng bây giờ nó vẫn đang ở viện, nó đã về đâu. Việc của Hoàng hôm... anh sẽ giải quyết với Hoàng, còn việc của em không liên quan gì đến Hoàng cả. Em phải hiểu thế. Gì mà không liên quan, em là anh em với Hoàng mà lại không liên quan, anh nói kiểu gì đấy. Thì bây giờ nhá, anh nói này, bây giờ em đánh hai thằng em anh. Như thế em có nhìn có được không? Nó này em anh đấy. Mà hôm đấy em hẹn anh ra chứ không phải hẹn mà nó ra, anh trộm nó ra, anh ở nhà thì chả thế. Mà thì giờ em đánh nó. Em bướng à? Nhưng mà cái giờ đấy là giờ anh đang ngủ. Không phải là giờ, chúng ta gặp nhau.
thằng đấy em hẹn anh ra để em giải quyết. Không phải nói nhiều. Tao lên đây để mày xin lỗi anh, hai anh em tao. Tao không phải nói nhiều với mày. Bây giờ anh đã xin lỗi Hoàng đâu? Anh phải xin lỗi Hoàng. Còn nó đánh tao nhập viện thì nó chưa xin lỗi tao ấy. Nó chưa xin lỗi tao là tao làm sao phải xin lỗi nó? Bây giờ Hoàng nó vẫn đang trên viện, anh chưa cho một người nào lên để xin lỗi Hoàng. Thế thì lúc tao nhập viện nó xin lỗi tao chưa? Cái đấy thì em không biết, nhưng mà anh đánh nó trước. Anh đánh. Thế bây giờ hỏi thật mày có xin lỗi không? Bây giờ em không xin lỗi này. Thế mày muốn gì? Mày nhìn là... Viện xin lỗi Hoàng, viện xin lỗi, còn không thì không phải là xin lỗi luôn. Không xin lỗi à? Cây thật đấy. Chạy 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 lại đâu. Đi luôn ra đi. Cây thật đấy. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Để cho Thuận nó xin lỗi, nhưng mà em thằng Thuận nó không nghe bạn nhá, thì mình sẽ chơi với nó đấy bạn. Không nghe thì mình sẽ chơi kiểu không nghe bạn đây. Nó thích chơi nữa thì mình chơi với nó nhá. Đây thì bạn. Nó đánh em mình không để yên đâu bạn nhá. Đây thì bạn đi đang ở đường nên nói chung là hơi nhiều xe đi lại bạn nhá. Đấy các bạn, anh em nói gì cho Đức Hoàng biết à? Chung nó này thích thế nào thì bọn tao chơi như thế. Đúng rồi, ok luôn. Thích cái nào thì chiều thôi. Chiều luôn. Đấy bạn nha, nói chung là mình sẽ chiều luôn anh em nha bạn nha.